Xin chào các bạn, lại là mình đây. Ở clip hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn kỹ thuật tập bài face pull, một trong những bài tập rất tốt cho phần vai. Đây là một bài tập mà các bạn có thể tập ở phòng tập cũng như tập ở nhà cùng với dây kháng lực. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tập ở cả hai địa điểm trên. Tác dụng của bài tập face pull. Face pull giúp bạn làm quen với kỹ thuật khép hai xương bả vai về phía nhau hay retraction scapula, giúp các bạn kích hoạt tốt phần cơ cầu vai, cơ chám và phần cơ vai sau, và đặc biệt cải thiện tình trạng gù lưng ở các anh chị em dưới văn phòng. Cách thực hiện. Trước khi thực hiện động tác, các bạn hít thật sâu và bắt đầu kéo dây cáp về phía thân người. Khi đạt điểm cân bằng thì thở ra. Chú ý áp dụng kỹ thuật gồng co vào bài tập. Kéo dây cáp về phía trán của bạn, cổ trò không nên quá thấp. Độ cao của các khớp tương ứng như sau: cổ tay, rồi đến cổ trò và cuối cùng là khớp vai. Một số lỗi sai thường gặp khi tập bài face pull. Góc kéo quá thấp. Hay gập cùi chỏ giống như mình đang tập tay trước vậy. Cách tập face pull với dây kháng lực. Vậy là video hướng dẫn về bài face pull đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.